thí sinh đoạt giải quán quân của Trời Sinh Một Cặp mùa thứ 7. Duy Siêm Mô. Xin được chúc mừng Duy Siêm Mô, quán quân của Trời Sinh Một Cặp mùa thứ 7. Mà cũng xin gửi lời chúc mừng tới Jenna Anh Phương, á quân của Trời Sinh Một Cặp năm nay. Những thí sinh vô cùng xuất sắc đã cống hiến cho chúng ta rất nhiều những cảm xúc, những tiết mục bùng nổ trong cả mùa của Trời Sinh Một Cặp năm nay. Và lúc này thì giám khảo cố định giám đốc âm nhạc, nhạc sĩ Huy Tuấn đang trao cho Jenna Anh Phương chiếc cúp á quân cùng với đội trưởng Thảo Trang. Một lần nữa xin được chúc mừng và chạm vào tay thật lớn dành cho á quân của chúng ta. Và chúng tôi xin được mời lên sân khấu ông Nguyễn Đức Hòa, đại diện của Đài Truyền hình Việt Nam. Bà Nguyễn Bảo Trâm, giám đốc công ty giải trí Vietcom sẽ lên sân khấu trao cúp và hoa dành cho quán quân của Trời Sinh Một Cặp mùa thứ 7.